Từ tin báo của người dân về việc Ủy ban Nhân dân phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định dùng xe hết hạn đăng kiểm để ra quân xử lý vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè. Sáng ngày 28 tháng 4, đội cảnh sát giao thông thành phố Quy Nhơn đã cử tổ tuần tra của đội cảnh sát giao thông tuần tra phát hiện ô tô mang biển xanh số hiệu 77A00261 đi từ phường Trần Hưng Đạo đến đường Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn có dấu hiệu vi phạm. Theo kết quả kiểm tra ban đầu, phương tiện trên là xe chuyên dụng thuộc phòng quản lý đô thị thành phố Quy Nhơn, phục vụ công tác quản lý đô thị chống lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè do Ủy ban Nhân dân phường Trần Hưng Đạo quản lý. Theo phù hiệu của cục đăng kiểm, giấy phép đăng kiểm của phương tiện này có hiệu lực đến ngày 7 tháng 4 năm 2023. Như vậy, đến nay phương tiện đã quá hạn đăng kiểm hơn 20 ngày. Tại hiện trường, tài xế cho biết đang điều khiển phương tiện đi đăng kiểm theo chỉ đạo và được sự đồng ý của chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trần Hưng Đạo. Tổ tuần tra cảnh sát giao thông đã lập biên bản tạm giữ phương tiện trên và tước giấy phép lái xe của tài xế trong thời hạn 2 tháng. Bên cạnh đó, xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với lỗi vi phạm phương tiện hết hạn đăng kiểm vẫn hoạt động. Trong đó, tài xế bị phạt 2,5 triệu đồng, phòng quản lý đô thị thành phố Quy Nhơn bị phạt khoảng 8 đến 12 triệu đồng. Trước đó, trả lời báo chí vào chiều ngày 27 tháng 4, ông Thái Văn Nam, chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trần Hưng Đạo phủ nhận xe tải 77A00261 hết hạn đăng kiểm.